Thưa quý vị và các bạn, Ban biên tập hộp thư truyền hình Đài phát thanh truyền hình Hưng Yên đã nhận được đơn thư của công dân Lê Thị Thu, thôn Yên Thổ, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ. Nội dung đơn thư phản ánh về việc gia đình bên cạnh từ chối ký vào bản mô tả ranh giới thửa đất, nên gia đình bà chưa hoàn thiện được hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo đơn thư, công dân phóng viên chuyên mục hộp thư đã tìm hiểu sự việc tại địa phương và có phản ánh sau. Làm việc với đại diện chính quyền địa phương, phóng viên được biết, theo chỉnh lý bản đồ năm 2005, gia đình ông bà Hà Tiến Đàm và Lê Thị Thu có thửa đất số 63, tờ 13 và nguồn gốc là đất thổ cư sử dụng ổn định là đất ở tại thôn Yên Thổ, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ. Gia đình có đơn đề nghị chính quyền địa phương được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, song do vướng mắc là thiếu chữ ký của hộ giáp danh là gia đình bà Lê Thị Hữu, nên hồ sơ chưa đủ điều kiện. Để tìm hiểu cụ thể về vấn đề này, phóng viên chuyên mục hộp thư đã gặp gỡ gia đình bà Lê Thị Thu, thì gia đình cho biết trong quá trình làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì hộ giáp danh là bà Lê Thị Hữu không đồng ý vì lý do gia đình bà Hữu đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tình trạng đường ranh giới của hai gia đình không như trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngày 5 tháng 9 năm 2019, gia đình bà Thu và gia đình bà Hữu đã làm cam kết. Nội dung cam kết viết, do hiện trạng thửa đất của gia đình bà Thu và bà Hữu có sự thay đổi so với giấy chứng nhận đã cấp cho bà Hữu. Sau khi đo đạc đối chiếu với bản đồ qua các thời kỳ và mốc giới hai gia đình đã chỉ, thì hiện trạng đất đúng là có sự thay đổi. Nay hai gia đình cùng thống nhất mốc giới đúng với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho gia đình bà Hữu. Gia đình bà Thu cam kết sẽ phá dỡ toàn bộ phần đường rào hiện trạng và có trách nhiệm xây lại mốc giới. Biên bản cam kết được đại diện hai bên gia đình ký và gia đình bà Thu đã xây lại tường. Tuy nhiên, từ đó đến nay, gia đình bà Hữu vẫn chưa đồng ý bản mô tả giáp danh để hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đại diện gia đình bà Thu cho biết. Thì bên gia đình bà Hữu là không đồng tình. Với lý do là đoàn kiểm tra có dám khẳng định cái diện tích canh cho chúng tôi biết là đúng hay sai. Đúng, nếu khẳng định canh mà bảo đúng thì chúng tôi ký, còn nếu không nói chúng tôi không ký. Thế cho nên là đến giờ phút này gia đình yêu cầu là địa chính của xã như cũng nhiều huyện cấp sổ đỏ gia đình thôi đúng hiện trạng. Đấy, chứ không có cái gì cả mà bảo kiện cáo hay làm cái gì cả. Nhưng quá trình đến với các cái cơ quan có thẩm quyền thì chẳng cứ trả lời nó lâu quá. Nên gia đình bức xúc. Phóng viên chuyên mục hộp thư có gặp gia đình bà Lê Thị Hữu là hộ hàng xóm liền kề gia đình bà Thu, thì được ông Lê Hữu Sực là con của bà Hữu cho biết. Tay ông đo, máy ông làm. Thế tôi đã nói với ủy ban, đã mời tôi lên rồi. Máy thì rất chuẩn, người làm thì không chuẩn. Đấy, chưa chắc là tôi đã là chuẩn. Thế nếu ông nào khẳng định nhà tôi đủ mà theo đúng bản vẽ, đúng như bản đồ, thì tôi sẽ chấp nhận. Nhà tôi đã có sổ đỏ, bây giờ tôi yêu cầu giả lại hiện trạng như sổ đỏ. Và diện tích đủ, bản vẽ đúng, bản đồ đúng, thế là xong. Theo quy định tại Điều 101 Luật Đất đai năm 2013, đất chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất, khi cấp giấy chứng nhận, Ủy ban Nhân dân cấp xã phải kiểm tra 3 yếu tố là tính ổn định lâu dài, phù hợp với quy hoạch và không có tranh chấp để xem xét cấp giấy. Yếu tố không có tranh chấp được thể hiện thông qua việc các hộ gia đình cá nhân sinh sống xung quanh diện tích đất đó ký giáp danh xác nhận không có tranh chấp. Do đó, nếu gia đình hàng xóm không ký giáp danh thì chưa thể hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, trong trường hợp hàng xóm không ký giáp danh, gia đình bà Thu làm đơn đề nghị hòa giải gửi tới Ủy ban Nhân dân xã đề nghị giải quyết. Trường hợp chủ sử dụng đất liền kề không ký mà không có lý do, không có bằng chứng về việc tranh chấp đất đai thì thửa đất vẫn được xác định theo các thành phần lập bản mô tả ranh giới còn lại. Khi phóng viên đề nghị chính quyền địa phương cần giải quyết dứt điểm sự việc, đại diện chính quyền địa phương cho biết. Theo quy định của pháp luật thì cái gia đình nhà kia thì
không ký thì chúng tôi cũng thiết lập một biên bản một lần nữa, và chúng tôi sẽ đề nghị văn phòng là cấp, vì cái này là trung tâm đo đạc mà cái đoàn mà chúng tôi đã mời là độc lập, người ta đo là chính xác, người ta khẳng định là tất cả các mốc cõi và tất cả những cái chỉ giới và của gia đình đã cấp, gia đình nhà bà Hữu kia đã cấp rồi là đủ diện tích, thì còn gia đình nhà bà Thu này cũng sẽ cấp nốt, vì xung quanh nhà bà Thu cũng đã cấp hết cả rồi, nó chỉ có hai cái nhà này nó có cái rích rắc từ trước kia đâm ra nó mới tồn tại, chứ người ta đất ở giữa làng thì nó chỉ rích rắc cái đó, chứ ra đường thì đường ngõ thì cũng không lấn được nhiều, mà lấn ra hàng xóm không lấn được nhiều, nó chỉ có một vài ba mét vuông, vì những cái câu nói, vì những cái suy nghĩ của những gia đình nó nặng nề thì